Thiên đế thích bạch, bạch đại đức không? Thiện hiện bảo, nếu các Bồ Tát đúng như Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa giảng thuyết mà hành, thì chính là bảo hộ, nếu lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nhân phi nhân vân vân đều được tiện lợi. Kiều Thi Ca, người nào muốn bảo vệ các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng khác gì có người phát tâm tinh tấn bảo vệ hư không, chỉ luống uổng mệt nhọc, hoàn toàn không ích lợi. Kiều Thi Ca, ai có thể giữ gìn tiếng vang vân vân chăng? Thiên đế thích bạch, bạch đại đức không? Thiện hiện bảo, nếu người nào muốn bảo vệ các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì cũng như vậy, luống uổng mệt nhọc, hoàn toàn không ích lợi. Kiều Thi Ca, các chúng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mặc dù biết các pháp đều như tiếng vang vân vân, nhưng không quán thấy, cũng chẳng chỉ rõ được ai có thể an trụ như thế, thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ với năng lực oai thần của Thế Tôn, nên khiến cho bốn đại thiên vương, đại phạm vương và trời đế thích vân vân cùng tất cả thiên chúng ở thế giới tam thiên đại thiên đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật rồi lui đứng một bên. Nhờ thần lực của Phật nên đều được thấy ngàn đức Phật ở thế giới trong mười phương tuyên thuyết danh tự tướng trạng Bát Nhã Ba La Mật Đa đồng như nơi đây. Đứng đầu chúng Bí Xô thỉnh thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa đều tên là Thiện Hiện. Đứng đầu chúng Chư Thiên gạn hỏi Bát Nhã Ba La Mật Đa đều tên là Đế Thích. Thế Tôn bảo Thiện Hiện, Bồ Tát Tử Thị khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, liền dùng danh tự này cũng ở chỗ này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi Bồ Tát Tử Thị sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dùng những danh tự nào để ở ngay chỗ này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo Thiện Hiện, Bồ Tát Tử Thị khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng nói pháp sắc là không, chẳng nói pháp thọ tưởng hành thức là không, chẳng nói pháp sắc buộc mở, chẳng nói pháp thọ tưởng hành thức buộc mở. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất là thanh tịnh. Phật bảo Thiện Hiện, vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất là thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất là thanh tịnh. Vì hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất là thanh tịnh. Vì sắc không nhiễm nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất là thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức không nhiễm nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất là thanh tịnh. Vì hư không không nhiễm nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất là thanh tịnh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì chắc chắn không bị chết bất ngờ, cũng không bị bệnh bất ngờ và tai họa bất ngờ, thường được vô lượng trăm ngàn thiên thần cung kính vây quanh đi theo bảo vệ. Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân trong mỗi ngày mồng 8, 14, 15 của một tháng, bất cứ chỗ nào cũng đọc tụng giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì sẽ được vô biên công đức thủ thắng lợi ích. Phật bảo Thiện Hiện, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Thiện Hiện nên biết, khi thuyết, khi nghe vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có nhiều trở ngại. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là ngọc báu lớn, nên có nhiều giặc oán đối với tất cả pháp không đắm trước, không chấp thủ. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không sở hữu, bất khả đắc vậy. Thiện Hiện nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với tất cả pháp không sở đắc, nên chẳng phải có thể nhiễm, chẳng phải bị nhiễm. Vì sao? Vì pháp không chẳng thể nhiễm pháp không vậy. Do không nhiễm nên gọi là vô nhiễm Ba La Mật Đa. Do Bát Nhã Ba La Mật Đa này không nhiễm dơ, nên tất cả các pháp khác cũng không nhiễm dơ. Nếu đối với việc như thế cũng chẳng phân biệt là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện Hiện nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vì không phân biệt, nên đối với tất cả pháp không thấy, chẳng thấy, không thủ, không xả. Khi ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử trụ trong hư không vui mừng hớn hở cùng đồng thanh sướng lời chúc mừng. Chúng con ngày nay ở châu Thiệm Bộ được thấy Phật chuyển vận bánh xe diệu pháp lần thứ hai. Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiện Hiện, bánh xe pháp như thế chẳng phải chuyển lần thứ nhất cũng chẳng phải chuyển lần thứ hai, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không xoay chuyển vậy.
Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chính là Ba La Mật Đa rộng lớn đối với tất cả pháp không trói buộc, không dính mắc. Mặc dù chứng Bồ Đề, nhưng không có sự chứng, mặc dù chuyển vận bánh xe pháp, nhưng không có sự chuyển vận. Không có pháp có thể chỉ rõ, không có pháp có thể hiển bày, không có pháp có thể đắc, không có pháp có thể chuyển, không có pháp có thể vận. Vì tất cả pháp hoàn toàn không sanh cũng không diệt, vì không sanh diệt nên không chuyển xoay. Thế Tôn bảo Thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì trong pháp vô tánh, lấy không vô tướng vô nguyện, vô tác vô sanh vô diệt, hoặc chuyển hoặc xoay, đều không thể đắc. Nếu người nào có thể tuyên thuyết chỉ dạy được như thế, thì gọi là người tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thiện tịnh. Trong đây hoàn toàn không có người giảng thuyết, người lãnh thọ, cũng không có người chứng đắc niết bàn, cũng không có người nói pháp ruộng phước, vì ruộng phước không nên, tánh phước cũng không. Danh ngôn biểu thị đều chẳng thể đắc, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa rộng lớn. Bấy giờ Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là vô biên Ba La Mật Đa, như hư không rộng lớn không biên giới vậy. Đây là chánh đẳng Ba La Mật Đa, vì tánh tất cả pháp bình đẳng vậy. Đây là viễn ly Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp hoàn toàn không vậy. Đây là khó hàng phục Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp chẳng thể đắc vậy. Đây là không dấu vết Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp không danh tự hình thể vậy. Đây là vô hành Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp không qua lại vậy. Đây là vô đoạt Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp chẳng thể nắm bắt vậy. Đây là vô tận Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp không thể tận vậy. Đây là vô sanh Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp chẳng thể sanh vậy. Đây là vô tác Ba La Mật Đa, vì các tác giả chẳng thể đắc vậy. Đây là vô tri Ba La Mật Đa, vì các sự hiểu biết chẳng thể đắc vậy. Đây là vô chuyển Ba La Mật Đa, vì các việc sanh tử chẳng thể đắc vậy. Đây là vô cấu Ba La Mật Đa, vì phiền não sạch vậy. Đây là vô nhiễm Ba La Mật Đa, vì chỗ nương tựa chẳng thể đắc vậy. Đây là vô hoại Ba La Mật Đa, vì lìa biên giới trước vậy. Đây là như huyễn Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp đều không sanh vậy. Đây là như mộng Ba La Mật Đa, vì tánh các ý thức bình đẳng vậy. Đây là vô hí luận Ba La Mật Đa, vì biết tánh các hí luận bình đẳng vậy. Đây là vô tư lự Ba La Mật Đa, vì các pháp tư lự hoàn toàn không có vậy. Đây là vô động chuyển Ba La Mật Đa, vì an trụ pháp giới vậy. Đây là liền nhiễm Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp chẳng hư vọng vậy. Đây là vô tác dụng Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp không phân biệt vậy. Đây là vắng lặng Ba La Mật Đa, vì tướng tất cả pháp chẳng thể đắc vậy. Đây là vô phiền Ba La Mật Đa, vì lìa lỗi lầm vậy. Đây là vô hữu tình Ba La Mật Đa, vì niết bàn của hữu tình chẳng thể đắc vậy. Đây là vô đoạn Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp không phát khởi vậy. Đây là không hai bên Ba La Mật Đa, vì đối với tất cả pháp không chấp trước vậy. Đây là không chấp trước Ba La Mật Đa, vì bậc nhị thừa không phân biệt vậy. Đây là vô phân biệt Ba La Mật Đa, vì biết tánh các sự phân biệt bình đẳng vậy. Đây là vô lượng Ba La Mật Đa, vì pháp không lường vậy. Đây là vô khởi Ba La Mật Đa, vì lìa ngã pháp vậy. Đây là hư không Ba La Mật Đa, vì đối với tất cả pháp đều không ngăn ngại vậy. Đây là bất sanh Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp đều chẳng sanh khởi vậy. Đây là vô thường Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp thường không tánh vậy. Đây là khổ Ba La Mật Đa, vì pháp bức não tánh bình đẳng vậy. Đây là vô ngã Ba La Mật Đa, vì không chấp trước tất cả pháp vậy. Đây là không Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp chẳng thể đắc vậy. Đây là vô tướng Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp lìa các tướng vậy. Đây là vô nguyện Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp không có sự thành tựu vậy. Đây là lực Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp chẳng thể khuất phục vậy. Đây là vô lượng Phật Pháp Ba La Mật Đa, vì quá số lượng vậy. Đây là vô sở ý Ba La Mật Đa, vì tâm không khiếp sợ vậy. Đây là chân như Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp chẳng hư vọng vậy. Đây là bản thể Ba La Mật Đa, vì tất cả pháp không tự tánh. Phật bảo Thiện hiện, đúng như vậy, như lời ông nói.